Xin chào mọi người nhé. Thẩm mỹ Dr. D muốn chia sẻ với cả mọi người hình ảnh sau phẫu thuật của một chị khách hàng. Chị là gặp phải tình trạng phì đại tuyến vú và nó cũng bị chảy sệ nữa. Mọi người nhìn này, và hai bên nó không cân nhau. 26, 27 này, mọi người nhìn bác sĩ đo là nó đang không cân nhau. Với cái tình trạng ngực như vậy, nó không chỉ là gây mất thẩm mỹ mà nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của chị. Chị cảm thấy là mệt mỏi, rồi là giấc ngủ không được sâu, thường hay thức dậy vào ban đêm, và đặc biệt là đau cổ vai gáy. Hai bên vai này nhiều lúc nó cảm giác nó hai bên ngực nó kéo xuống, nó nặng trĩu, rất là khó chịu. Và sau một thời gian thì là chị đã không thể nào gọi là tiếp tục được nữa và đã tìm hiểu và đến với cả Dr. D để thực hiện thu ngực phì đại, giúp cho ngực nó được gọn gàng hơn, được đẹp hơn. Và bây giờ thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng xem kết quả sau khi mà thu gọn ngực thì nó sẽ như thế nào mọi người nhé. Đây, để đây cho mọi người xem. Đây là ngực trước này, và đây là ngực sau này. Mọi người thấy không? Đây là ngực sau khi mà thu gọn, và hoàn toàn là không đặt túi mà là chỉ có thu gọn đơn thuần thôi đấy mọi người ạ. Phẫu thuật thu gọn lại thôi. Đấy, mọi người thấy không? Ngực lên này, rất là đẹp luôn. Cảm giác như là chúng ta thực hiện nâng ngực vậy đấy, nhưng mà không phải, đây chỉ là thu ngực phì đại thôi, không phải là đặt túi, không phải là nâng ngực mọi người nhá. Đấy, mà ngực tròn đều đẹp như này, mọi người thấy cái độ mềm của ngực không? Rất là mềm, rất là mềm, bởi vì là toàn bộ là đều là da là mỡ của chị thôi. Đấy, rất là mềm luôn, mọi người thấy không? Mà ngực rất tròn, tròn đều và đẹp đó. Khe ngực cũng tương đối là khít nhá. Chắc chắn là sau khi mà phẫu thuật như vậy xong thì ngoài cái việc thẩm mỹ nó được đẹp hơn, chị thoải mái trong cái việc ăn mặc hơn, chọn đồ, thì chị ý sẽ cải thiện được cái vấn đề về sức khỏe. Đấy, là một điều chắc chắn luôn. Đây, nếu chị em nào mà chúng ta đang gặp phải cái tình trạng gọi là sa trễ phì đại ngực, ngực quá là to, quá là khổng lồ, ngực chảy, bản thân mình cảm thấy là mặc cảm này, cảm thấy tự ti này, thì chị em nên tìm hiểu về cái dịch vụ thu gọn ngực phì đại hoặc là cái dịch vụ treo sa trễ ngực tại thẩm mỹ Dr. D nhá, bởi vì cái hiệu quả nó đem lại rất là lớn. Đây, mọi người xem, mọi người sẽ thấy này, ngực sau khi mà thu gọn lại này, treo nó lên này, nó tròn, nó đều, nó đẹp như này đấy, mọi người thấy không? Tròn đều, nó rất là đẹp luôn. Quay dưới ánh đèn phẫu thuật như này nó rất rõ để mọi người thấy được đấy. Còn cái khu vực, cái đường mà gạc trắng như này này, chúng tôi đặt lên thì đấy là cái đường phẫu thuật, đường phẫu thuật ở trên ngực của chị. Và với cái đường phẫu thuật như vậy nhá, thì chắc chắn với mọi người một điều là dù chúng ta phẫu thuật cái gì chăng nữa, nó cũng đều sẽ để lại sẹo. Nhưng mà sẹo mờ, sẹo mảnh hay là sẹo thâm, sẹo đỏ thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và đặc biệt là về làn da, về cơ địa của khách hàng. Nhưng mà tại thẩm mỹ Dr. D, chúng tôi có cái dịch vụ, gói dịch vụ là hỗ trợ điều trị sẹo sau này, điều trị sẹo dự phòng cho khách hàng sau khi mà thực hiện phẫu thuật, đặc biệt là về những cái dịch vụ về ngực như thế này, hay là bụng. Tại thẩm mỹ Dr. D thì luôn có bác sĩ da liễu nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng khách hàng, theo dõi cùng khách hàng để đảm bảo cho khách hàng là cái đường sẹo sau phẫu thuật nó luôn luôn là mảnh nhất, là mờ nhất, là đẹp nhất. Đấy, nên là mọi người cứ yên tâm nhá. Đấy, mọi người thấy không? Với cái đường phẫu thuật như vậy mà đã có thể là gọi là biến hình hoàn toàn được cái vòng một khổng lồ, nó trở nên thon gọn, nhỏ nhắn như thế này, nó gọn gàng hơn rất là nhiều, và nhìn ngực nó săn chắc, nó đầy đặn. Đây, tròn đều cả hai bên, rất là cân đối, khe ngực cũng tương đối là khít nhá. Rất là đẹp luôn đó mọi người ạ. Đấy, thì thẩm mỹ Dr. D rất thực, gần như là thực hiện thường xuyên những cái ca ngực phì đại, những cái ca ngực khổng lồ này. Mọi người theo dõi ở trên page của thẩm mỹ Dr. D thì mọi người sẽ biết. Bởi vì là với những cái tình trạng ngực mà nó bị phì đại, nó bị sa trễ, nó gây khó khăn cho khách hàng cũng như là gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thì các chị em nên làm. Bởi vì nó không còn là đẹp nữa mà nó còn liên quan đến vấn đề sức khỏe của chúng ta, thì chị em nên làm nhé. Những chị em nào đang gặp tình trạng như vậy, đang gặp tình trạng ngực như thế này, thì có thể là liên hệ với cả Dr. D bằng cách comment inbox để lại số điện thoại, thì Dr. D sẽ tư vấn cho các chị em ngay. Hoặc là mình có thể đặt lịch, đặt thời gian để mình qua thăm khám tại cơ sở của Dr. D ở số 6 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhé. Đấy,
thì mình qua mình thăm khám gặp trực tiếp bác sĩ. Và quá trình thăm khám tư vấn như vậy là hoàn toàn miễn phí. Chị em sẽ sắp xếp thời gian phù hợp để mình có thể đặt lịch thực hiện dịch vụ. Đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của Dr. D ạ.